con gái thường phải đối mặt với không ít luận điểm, trong số đó, luận điểm khối lượng chính là luận điểm nhức nhối anh đáng để đau đầu nhất. Họ muốn xinh đẹp nhưng chẳng thể ngăn nổi sở thích ăn uống của mình, hậu quả là khối lượng cứ tăng đều dù khi ấy hối hận thì đã muộn. Không phải đàn bà lười hay không muốn giảm cân mà vì giảm cân khó quá, lâu quá, chỉ bằng ý chí của bạn dạng thân thôi thì chưa đủ. Ý thế mà cũng có thể có các cô gái chỉ nhờ một câu nói từ người mình thương nhưng không thương mình, một lần vấp ngã trong tình yêu hiểu nôm na là bị thất tình, đã có đủ động lực để quyết tâm lột xác tới cùng khiến người người phải kinh ngạc, trong đó có cả tình cũ của họ. Chủ nhân của màn lột xác gây sốt hôm nay là một trong quá có tên Mãn Mãn. Mãn Mãn quá chiếm hữu tới 3 triệu lượt follow bên trên trang cá nhân cũng có thể có hành trình giảm cân của riêng mình với lý do gần tương tự. Nhìn các hình ảnh xinh đẹp, duyên dáng, thon thả tựa nữ thần hiện tại của Mãn Mãn, bền chắc không có ai tin cô gái từng nặng tới 70kg. Dù gương mặt lúc mập vẫn thanh tú nhưng thân hình mũm mĩm khiến Mãn Mãn thiếu thỏa sức tự tin không ít, cô gái tự ti lúc chọn trang phục, lúc yêu đương cũng cảm nhận thấy như bạn trai đang ban ơn cho chính bản thân. Như nhiều cô gái chạm mặt luận điểm về khối lượng khác, Mãn Mãn cũng từng cố gắng giảm cân nhiều lần. Nguyên nhân giảm béo lần thứ nhất của Mãn Mãn rất chi là đơn giản, đó chính là hết tiền ăn. Có thời gian, vì đầu tư không hợp lý, trong ví của Mãn Mãn không hề đồng nào để ăn uống, đành phải vay tiền bạn mua một túi bánh quy để ăn cho hết tuần. Thời gian ấy, Mãn Mãn nhỏ xuống nhanh chóng, nhưng sức đề kháng của cô gái cũng giảm bớt nghiêm trọng. Sau đó, khi có tiền rồi, Mãn Mãn lại ăn bù ăn đô. Vậy là kế hoạch giảm cân lần thứ nhất thất bại thảm hại. Qua tiếp nửa năm, Mãn Mãn lên kế hoạch giảm cân lần hai, nguyên nhân lần này là vì thất tình. Cô nàng đã tự đặt tôn chỉ cho chính bản thân là đàn bà thà rằng đổ mồ hôi còn hơn rơi nước mắt, chờ lúc bạn đẹp lên, bạn giàu lên thì bạn trai cũ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Có động lực rồi, cô gái liền chăm chỉ tới phòng tập rồi lên hẳn thực đơn ăn kiêng cẩn thận. Mọi cố gắng đều sẽ đền đáp xứng đáng. Mãn Mãn cũng vậy, công việc quyết tâm giảm cân đã giúp con bạn giảm xuống chỉ từ 45kg. Gây rồi, lòng tin Mãn Mãn cũng tư tỉnh, thỏa sức tự tin hơn. Cô nàng chăm lo ăn diện hơn, học trang điểm, để rồi dần dần biến thành quá gì bao người hâm mộ. Đáng chú ý nhất phải kể tới thái độ của doanh nghiệp trai của Mãn Mãn. Khi thấy cô gái lột xác xinh đẹp, anh chàng này đã ngỏ ý xin quay lại nhưng tất nhiên, còn lâu Mãn Mãn mới đồng ý. Cô nàng chỉ nhắn lại dõng dẹn một câu, anh đi ra chỗ khác đi. Rồi bút anh chàng kia luôn. Mãn Mãn hiện tại xinh xắn, rạng rỡ anh là thần tượng của không ít người. Bạn trai cũ của cô gái thậm chí còn mặt dày xin quay lại. Câu chuyện của Mãn Mãn đã truyền động lực cho không ít cô gái đang chạm mặt tình hình tương tự. Dù sao đi chăng nữa thì cùng ngắm thêm một anh đi hình ảnh xinh đẹp hiện tại của Mãn Mãn nhé. Hậu giảm cân, nhiều bạn re di Mãn Mãn trông rất giống với hoa hậu Trương Tử Lâm.